là nói. Và tôi ngửi bộ xương. Bộ xương nằm bé trên giường chung ngay ở đây. Mông te nga bé đắm đầu đâu. Mẹ gọi cho má soi và má soi là chẳng có bộ xương nào được nhảy trên giường. Lách cách bộ xương nhảy ở trên cái giường. Mà nghe nơi đây và mà má nơi kia. Để nghe má kia nghe má khắp mọi nơi nghe má.
đóng băng quái vật. Ý cậu là người tiếp tục nhảy múa khi âm nhạc dừng lại sẽ bị loại à? Yeah, khi xét ướp đáng sợ nốt. Bất cứ ai còn nhảy múa sẽ đi ra ngoài. Tớ ở trong, tớ ở trong, tớ cũng vậy. Tớ nghĩ cậu là cậu đi ra ngoài rồi. Ai thà yêu quá ra ngoài. Ai, 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 ai thà yêu quá ra ngoài. Bạn, bạn, bạn. Ai thà yêu quá ra ngoài. Ai, 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 ai thà yêu quá ra ngoài. Xin lỗi cậu, Franken. Ow, dang. Rồi các con, lấy con quái vật trên đó đi. Ai thả yêu quái ra ngoài. Ai, 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 ai thả yêu quái ra ngoài. Bạn, bạn, bạn. Ai thả yêu quái ra ngoài. Ai, 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 ai thả yêu quái ra ngoài. Ma sói bắt được rồi. Rồng và zombie có vẻ như hai người đã ra ngoài. Oh, oh, wow. Và Bí Ngô là người chiến thắng trò chơi đóng băng quái vật. Mai Hô là tôi. Và đây là chiếc cúp quái vật. Tại sao cảm ơn người hâm mộ yêu mến? Thôi nào. Là bóng đêm đen. Là Halloween Day. Là Halloween.
Ngạc nhiên chưa?